xin mến chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Hóng Chuyện Showbiz được phát sóng định kỳ vào lúc 17:10 từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin tức showbiz có trong thời gian gần đây quý vị nha. Bộ phim Secret Forest, còn có tên khác là Stranger, thuộc series truyền hình Hàn Quốc ra mắt vào năm 2017. Sau thành công của mùa đầu tiên, Secret Forest 2 tiếp tục trở lại màn ảnh với cuộc đối đầu giữa cảnh sát và các công tố viên. Lần này, phía công tố viên, bao gồm cả công tố viên ưu tú Woo Tae-ha, đều muốn thao túng và lèo lái diễn biến cuộc điều tra. Và cùng lúc đó, thì phía cảnh sát, bao gồm cả Tarbit, cũng nỗ lực giành quyền điều tra vụ án một cách độc lập với văn phòng công tố. Giữa tình hình căng thẳng ấy, thì công tố viên Hwang Si-mok và thám tử Han Yeo-jin buộc phải truy tìm sự thật bị che giấu đằng sau vụ chết đuối bất thường của hai người say xỉn. Bộ phim Candyman được chuyển thể bởi nhà văn, đạo diễn Bernard Rose, sản xuất bởi Jordan Peele, một trong những nhà làm phim kinh dị hàng đầu trong những năm gần đây. Có sự tham gia của Yahya Abdul Mateen II, Teyona Paris và Nathan Stewart Jarrett. Phim xoay quanh nữ sinh Helen khi cô bắt đầu khám phá những truyền thuyết về một linh hồn ở địa phương để phục vụ bài nghiên cứu của mình. Linh hồn này vốn là con trai của một người nô lệ khi còn sống thì đã bị dân làng trét mật lên người và cho ông đốt đến chết vì dám đem lòng yêu một cô gái tên Candyman bắt nguồn từ truyền thuyết này. Bộ phim Ava có tựa Việt là Sát thủ Ava do nữ diễn viên Jessica Chastain đảm nhận vai chính. Cô trong vai Ava là một nữ sát thủ chuyên nghiệp thuộc tổ chức mật, luôn được trọng dụng ở những nhiệm vụ tối cao. Dù ra tay rất lạnh lùng, nhưng cô vẫn thường hay chất vấn về tội lỗi của các nạn nhân trước khi kết liễu họ. Điều này đã vi phạm nội quy của tổ chức và vì vậy họ buộc phải thủ tiêu cô. Liệu rằng Ava có vượt qua được những điều hiểm nguy đang chờ đợi cô ở phía trước? Xin mời các bạn cùng với Khánh Ly xem đoạn trailer phim Ava ngay sau đây. Someone not want you to be alive anymore. What are you talking about? I'm good. I promise you. And they'll be watching on this one. You think who was responsible? Nothing to do with it. You don't believe that, Duke? You keep. Khép lại phần bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trở lại phim trường Hóng Chuyện Showbiz để gặp gỡ MC Phương Hiếu và giao lưu với khách mời kỳ này của chương trình nha. Xin mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Kính chào quý vị khán giả, Phương Hiếu rất vinh hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình Hóng Chuyện Showbiz. Hy vọng rằng với những thông tin tổng hợp ở đầu chương trình là những thông tin rất là cần thiết để quý vị luôn luôn có những món ăn giải trí tinh thần thật thú vị với những ngôi sao, những nghệ sĩ, những ca sĩ, những dự án hấp dẫn mà quý vị mong chờ. Còn bây giờ, hãy cùng quay trở lại với phần khách mời của ngày hôm nay để gặp gỡ với một trong những diễn viên điển trai của điện ảnh Việt Nam. Khi đến thời điểm hiện tại đã lận lưng cho mình hơn 30 vai diễn, trong đó hơn phân nửa là vai chính. Còn lại là những vai diễn để đời vừa được khán giả đón nhận một cách nồng nhiệt. Có một gia đình hạnh phúc, một thiên thần nhỏ đáng yêu để xem anh sẽ mang đến câu chuyện gì tại Hóng Chuyện Showbiz ngày hôm nay. Xin được giới thiệu diễn viên Quang Thái. Dạ, chào anh Phương Hiếu. Lời đầu tiên xin chào Quang Thái, gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của chương trình Hóng Chuyện Showbiz, một lời chào trân trọng và thân thương nhất. Hồi trước á, lúc mà em học trường sân khấu điện ảnh á, dạ, em thích nổi tiếng không? Lúc đầu thì thích nổi tiếng lắm, cũng hay nghĩ là mình quay cái phân đoạn rồi mình bước ra mình mặc đồ vest rồi mình đeo mắt kính đen đồ làm, nhưng mà không, giờ thích vai nghèo. Thôi chọn gì, chọn vai nghèo. Bản thân mình làm á, nếu mình cũng vì mình phần nghệ thuật mình hy sinh cho tất cả thì đằng sau mình thì đâu có đủ mà khả năng mà chi trả cho những thứ đó nữa. Khi mà bản thân mình đã có gia đình rồi, mình đã là một người đàn ông rồi, chứ không, mình không còn là những người sinh viên mình mơ mộng mình bay bổng nữa. Bây giờ mình phải thực tế một tí xíu. Em nghĩ là như vậy. Có lẽ là câu chuyện của một người diễn viên tham gia vào đóng những vai diễn được khán giả yêu mến và có gia đình sớm. Anh gọi là có gia đình sớm. Tại vì có những bạn diễn viên bây giờ tuổi của em vẫn chưa có gia đình. Đúng rồi. Các bạn lại có suy nghĩ khác. Các bạn sẽ có cái tư duy khác. Chính vì việc có thêm gia đình cộng ở bên cạnh nữa, cho nên Thái có cái suy nghĩ khác. Mình không có bàn về điều đó. Nhưng mà
đã bước vào trường sân khấu điện ảnh phải thích nổi tiếng mới bước vào đó. Tất nhiên phải thích nổi tiếng mới bước rồi. Vô cho anh, nhưng mà sau một khoảng thời gian mà mình đi làm rồi á, mình mới cảm nhận được là khi mà cái biến cố mà giống như ba em mất á, mình cảm nhận được là không bằng gia đình mình. Công việc là công việc vậy thôi. Nó thực sự nó chỉ là phù phiếm, tung hô mình ảo tưởng vậy đó. Nghĩa là lúc đó em cần một ai đó bên cạnh thì không ai hết. Không ai hết. Thì thực sự là làm phim đó lúc đó ba em cũng yếu rồi. Em có hỏi ba là sắp tới con có dự án vai chính á, cái phim mà Em gặp bà xã. Là con đi khoảng 2 tháng xuống miền Tây quay, không biết ba chịu nổi không. Ba yếu, ba nói chắc nói hay công việc của con cứ làm đi, xong sau đó cuối cùng đang làm phim với ba mất vậy thôi. Mà mình sau đó mình cái cảm giác cái suy nghĩ của mình tự nhiên nó đi theo một cái ngã rẽ khác luôn, hoàn toàn nó thay đổi trong cái con người mình luôn á. Giống như cái biến cố nó thay đổi hoàn toàn con người mình nữa. Nó nói à, thật sự đây trước đó mình coi phim đồ này nọ, những người nói ô lên TV, con chị lên TV này nọ, nhưng thật sự cuối cùng cũng đâu ai giúp đỡ được mình trong chuyện gia đình mình, không ai lo được cho mình đâu. Toàn là những lời ví dụ như giống như là bay bổng thăng hoa, thật sự nó mình vui thôi. Nhưng mà em lại đọc comment thích người ta chửi em á. Người ta chửi em nhiều hơn, nó tương tác nhiều, em thích vậy hơn. Đừng có khen nhiều khi cái cảm giác nó giống như bị sâu rỗng. Anh muốn khai thác sâu chỗ này nha Thái nha. Mình phải đồng ý với nhau rằng khi chúng ta làm một công việc gì đó là cái việc chúng ta làm và chúng ta được hưởng thù lao. Đúng. Không có nghĩa là chúng ta làm trong môi trường đó thì cái môi trường đó phải lo lắng cho chúng ta khi chúng ta cần. Nhưng mà không ai để mình chia sẻ được hết. Em ơi, công việc là công việc, chia sẻ thì kiếm người yêu, chia sẻ thì kiếm người bên cạnh, chia sẻ thì kiếm người thân. Không phải là mình trách đâu. Tại sao em lại muốn là có một cái công việc mình làm lại phải ngồi lại nghe tôi chia sẻ? Người ta cũng có gia đình, người ta cũng có những cái mối lo khác mà. Tại lúc đó là cái suy nghĩ của mình nó còn nhỏ. Có cái điều gì xảy ra khi mà ba mình chẳng may qua đời trong lúc em đang đóng phim đó mà em không tìm được sự đồng cảm hay không? Để em suy nghĩ là không ai bên cạnh mình lúc đó. Mình sợ cảm giác bị thương hại. Anh hiểu không? Nghĩa là em buộc phải ở lại đóng phim mà không về được hay không? Sao? Mình sợ cái cảm giác mình giống như là mình sẽ chịu ơn một ai đó. Em thích cuộc chơi này nó sòng phẳng hết. Em sợ là khi mà em nói ra ba đang bệnh kiểu như hiểm nghèo này nọ, rồi cái anh em trong ekip người ta thương, hay là chú đạo diễn thương. Mình không muốn vậy. Mình chỉ muốn là công việc nó phải trôi thật đều. Lúc đó khi mà lúc đó mình làm đó, buồn ở trong mình tự mình biết thôi. Ví dụ mà cái khoảng thời gian như bây giờ mình biết suy nghĩ nè, thôi thà 2 tháng mình không làm đi, mình ở nhà ba mình cũng đam mê nhiều cái. Nó thực sự khi mà mình lớn một xíu nữa, mình ngồi mình có gia đình, mình nghĩ lại thì mình thấy hơi hối hận. Nó là vậy. Vậy nghe Thái, anh hiểu cái cảm giác mà Thái vừa trải qua, nhưng mà anh muốn nói một tiếng nói của người đứng ở ngoài và nhìn vào câu chuyện đó. Rõ ràng là khi mà Thái nói được những điều vừa rồi, Thái là người có tư duy và tự chủ chứ. Không muốn người khác phải buồn vì câu chuyện của mình. Đúng rồi, okay. Em không thích vậy. Em trưởng thành, đúng không? Mà chính vì mình không nói thì đâu có ai biết mình trải qua cái gì. Không, khi mà ba mất thì mới biết, tất cả mọi người mới biết. Chứ ai mà không nói ai luôn á. Thì lúc đó thì mọi người san sẻ với em như thế nào? Nói mọi người sao không ai nói, sao không nghe nói gì hết vậy sao? Mọi người có hỏi thăm em đúng chú, không? Chú Mỹ Hà có nói, chú Mỹ Hà của bộ phim đó có. Khi mà quay cái trên ghe là bữa đó là ba gọi lên và nói yếu quá rồi, chắc về chứ tao chịu hết nổi rồi. Cái em nằm trên cái ghe, em quay cảnh ghe, em nằm để em khóc quá trời, mà đâu ai biết đâu, trên ghe có mình thôi. Mà chính mới quay mà vô cái chú nói ủa sao con mắt con đỏ quá vậy, con mắt con nó đỏ lắm. Dạ không có em đâu, chú giấu không nói. Dạ đâu có đâu chú, tại nhiều khi con thiếu ngủ. Vậy thôi. Nghĩa mình là không từ muốn lúc vậy. Đó là em giấu, em không muốn, em sợ nhận cái cảm giác thương hại hay quan tâm lo lắng từ người vậy khác đó. Không phải mình sợ cái cảm giác bị mang ơn, em rất sợ ai giúp em cái gì em mang ơn người ta cái đó. Em muốn trong cuộc chơi của em phải sòng phẳng. Lỗi ơi em, đừng đổ thừa xung quanh. Không, lỗi của em thiệt nha, mà nhưng mà tại em muốn vậy mà. Tại cái vấn đề ở đây là bản thân mình muốn. Em muốn cho nên anh xin em rút lại cái câu là showbiz hay là nghệ thuật chỉ là phù phiếm rồi, không có ai quan tâm. Không, em chỉ nói là riêng bản thân em thôi. Không phải là mình phù phiếm. Em nói thực sự đây là những cái mà người ta bình luận ở trên đó, người ta khen mình, người ta tặng mình. Chứ không phải là mình nói là mình đánh đồng tất cả mọi người luôn. Tại đó riêng bản thân em thôi. Tại vì rõ ràng nếu như phim trường lúc đó mà biết ba em đang trong cái tình trạng nguy kịch đó, chắc chắn sẽ cho em về. Đúng rồi. Đó, em làm ảnh hưởng tới mọi người nữa. Lúc đó không em sợ. Không em. Mình công việc thì công việc, nó còn cái tình người nữa. Thì biết là như nó vậy. Nó còn cái tình người nữa. Chính vì tự mình nghĩ điều đó cho nên mình lỡ mất một cái cơ hội để về với ba mình. Chính vì đó mà nó là một cái dấu mốc ở trong lòng của em á. Cho nên bây giờ em quyết dành tất cả mọi thời gian còn lại cho gia đình em đang có. Không, em vẫn đi làm bình thường, nhưng mà mình không có phải là gọi là phải không có lăn xả đến mức độ mà
bỏ quên lại gia đình đang không bị có lăng cái điều gì đó. Ừ. Sẽ dành một chút gì đó cho gia đình nhiều hơn. Em có bao giờ có lỗi với vợ? Cũng có nhưng mà không có tới mức mà gọi là nghiêm trọng đâu. Em là bản thân em... Lỗi lớn lỗi nhỏ vẫn là lỗi. Thì mình nhiều khi mình đi quay rồi với bạn diễn viên nữ thì mình cũng có cảm mến rồi vậy thôi. Ừ, là cũng có. Thì bà xã bà biết được. Đó thì vậy thôi chứ cũng không đến nỗi mà gọi là nghiêm trọng. Cái đó là em chủ động hay bị người ta đùa quên? Thì trong cái vai diễn mà anh khi mà mình nhập tâm vô rồi thì mình đâu có khi mà anh để ý đi. Cái hai người mà diễn mà kiểu như không yêu nhau giờ lên phim nhìn biết chỉ biết liền à. Nó phải có một chút gì đó gọi là trong cái nghề gọi là mood á. Giống như nó có được cái cảm xúc á. Thì nó sẽ tốt hơn cho cái bài diễn đúng không anh? Sau cái tốt hơn nó sẽ đi tới cái gì anh? Đó là tự anh tự biết. Nhiều gia đình tan vỡ vì lý do tương tự. Không, nhưng mà em là cũng tỉnh lắm. Nhưng mà xong rồi thôi. Mình cũng phải xác định được là cái nào mới là quan trọng nhất của mình. Cái nào là tức thời thôi. Nghĩa là xong rồi thôi thì mới xác định. Chứ trước đó thì chưa có xác định trước. Hơi lo quá. Bình tĩnh em, uống nước. Nãy giờ nói như vậy để cho Thái bộc lộ cảm xúc và quý vị thấy chúng ta không có ai hoàn hảo. Dù chúng ta đặt ra cho mình một cái kỷ luật thép đi chăng nữa thì sẽ cũng có những lúc chúng ta bị yếu lòng. Anh dùng từ yếu lòng. Huống hồ gì là các diễn viên. Tôi không binh các bạn nam diễn viên phim giả tình thật rồi từ đó có những trường hợp đã đổ vỡ hôn nhân. Nhưng cái quan trọng, anh thấy cái điều rất là văn minh ở gia đình của Thái đó chính là một người chịu lùi về phía sau. Tại vì vợ em cũng là một người có nhan sắc và cũng có cái tố chất. Đúng không? Làm sao để vợ em chấp nhận lùi về phía sau được vậy? Là do thương em, rồi em muốn vợ ở nhà, vợ ở nhà, hay là vì hy sinh? Cái này theo quan điểm của em là do điều gì? Đà, chắc em nghĩ là có thể là bà xã yêu em rất nhiều, thương em rất nhiều nên mới chịu lui về như vậy. Chứ tại vì sau khi đóng phim với em là vẫn có những lời mời, vẫn có những cái dự án tiếp theo. Nhưng mà chính xác, bà xã cũng có hỏi là bây giờ em đi làm ở dưới đây là đi tỉnh này. Thôi em ơi, em ngưng đi. Tại bà xã em là đi hát, nhưng mà thích hát hơn là thích đóng phim. Tại vì cast là cast hơn thì dính luôn. Nhưng mà nói thôi, thôi em cứ làm sở trường đi, còn sao đoán thì thôi. Mà mình cũng hơi lo chứ, mình đi làm. Nhưng mà cái quan trọng là Thái, anh muốn hỏi đến một cái khía cạnh showbiz Việt không thiếu những cặp vợ chồng. Có cặp vợ chồng đều là diễn viên. Họ không có ai nhường ai hết, không có ai chịu lùi về phía sau để trở thành một cái hậu phương vững chắc cho người còn lại hết. Thì em thấy điều đó như thế nào? Khi mà hai người đều có cái khả năng để phát triển sự nghiệp của mình. Em thấy giờ cũng thấy mình không có cụ thể đích danh, nhưng mà thực sự là báo đài cũng nói rất là nhiều. Nhưng mà có những anh chị diễn viên thì cũng cưới nhau xong là cũng không có đi đến được cái đích chung á. Rồi cũng chia tay ly dị. Rồi cũng có những anh chị thì vẫn còn yêu thương nhau. Nhưng mà thực sự thì bây giờ đó, ví dụ như là một mình cũng mới mà. Mới có mấy năm thì chưa nói là được điều gì hết. Bao nhiêu năm rồi? 7 năm, 4 năm cưới. Wow. Rồi còn những anh chị khác thì mình không biết được. Tại vì... Nghĩa là theo quan điểm của em vẫn là phải một người lùi về phía sau. Cho nên là vợ em mới ở nhà đấy. Không, nhưng mà em vẫn cho bà xã em đi hát mà. Thứ nhất là nó sẽ... Thôi. Thứ nhất là làm ít hơn. Thu nhập cũng tốt hơn. Ngày làm có 3 tiếng. Chứ không có va chạm, không có xảy không ra có những cái xảy ngoài ra. Ý muốn. Nói chung thì cái công việc nào, cái nghề nào cũng có va chạm hết. Nhưng mà ăn thua hai đứa là tự control hết tất cả mọi việc. Nhưng mà nè, lúc mà em phạm lỗi với vợ em là em chủ động em rút về, hay là do em thấy vợ em buồn như thế nào rồi em chủ động ngưng lại, hay là vợ em bắt em ngưng lại? Cái này anh hỏi thật. Em, do em. Nói thẳng là mình chắc không kiếm được ai gọi là trong mắt mình là hoàn hảo nhất như vợ mình. Bản thân em bây giờ em va chạm rất là nhiều bạn nữ, là nhiều diễn viên nữ này nọ, nhưng mà cảm nhận là không hợp. Thật sự. Tại vì không hợp thôi, chứ nếu mà có hợp thì sao? Chưa luôn á, chưa thấy luôn ngoài. Tại chưa thấy, nếu mà lỡ có thì sao? Không có luôn, bây giờ lý trí mình cao lắm rồi chứ không phải là con tim nữa. Bây giờ mình xử sự như một người đàn ông có lý trí và có gia đình rồi. Hồi nãy chắc là quý vị khán giả cũng nghe rất là rõ diễn viên Quang Thái nói rằng nếu mà đóng vai yêu nhau trên phim mà không có cảm xúc một tí thì nhìn không có thật. Nhưng mà rồi Quang Thái sau này cũng lại tiếp tục đóng phim và sẽ lại tiếp tục có những cái vai diễn chắc chắn là sẽ yêu đương đấy. Thì cái cảm xúc
liệu rằng khán giả còn tin cái vai diễn đó là thật nữa hay không nếu không có tình yêu? Không, ở mức độ mình nhìn nó mức độ là cảm mến nhau thôi chứ chưa không gọi yêu được. Tới đâu gọi là cảm mến, tới đâu gọi là cảm yêu? Ví dụ em nghĩ là cái chuyện như bản thân em là em xác định là yêu là đi đến hôn nhân rồi đó, là đã ngưng rồi. Ví dụ cảm mến là Là đi đến hôn nhân mới gọi là yêu. Cái đó là do mọi người tự cảm nhận thôi chứ đâu có giải thích được mấy cái này. Mấy cái này do cảm xúc của nhau thôi. Ví dụ có những bạn diễn nữ, ví dụ em diễn chung mà em không cảm thấy là ở họ lúc gì đó gọi là đồng điệu thì mình sẽ không ăn nhập lắm vô vai diễn. Cũng có chứ không phải không có chứ, tất nhiên là phải có thôi, cuộc sống mà. Bây giờ dự án sắp tới của Thái là gì? Dạ hiện tại thì em cũng đang làm hai phim, một cái phim của anh Hồng Chi với một cái phim của chú Đinh Đức Liêm. Em muốn nói gì với những bạn trẻ bây giờ cũng mong muốn bước chân vào lĩnh vực điện ảnh để tham gia và trở thành một diễn viên được khán giả đón nhận như em hiện nay? Thì như em cũng đã nói rồi đó, thì các bạn trẻ bây giờ hình như đang thiếu cái chữ đi làm nghề mà thiếu giống như là chữ nhẫn anh. Thứ nhất là không có nhẫn nhịn, không có nhẫn nhục. Em đang nói về mình. Không, thực sự là lúc đầu em cũng như vậy. Có những bạn trẻ, xinh đẹp, có ngoại hình, tài năng thì em cũng không biết. Tại vì em nhiều khi cũng không đóng chung với mấy bạn, mà mấy bạn vô mấy bạn hay lơ là ha. Hay không có giống như chờ một tí xíu vậy đó. Nhưng mà mấy bạn hơi trịch thượng, làm giặc làm thượng, không cho tôi quay. Hoặc là tại sao lại bắt tôi chờ tới như vậy. Trong khi những cha chú của mình thì còn nằm đó chờ đấy mà mấy bạn đòi quay trước làm sao mà được. Dạ. Mà anh nói là thế hệ trẻ thì tất nhiên là phải đàn em của em rồi. Em chỉ nói nhỏ hơn thôi nha. Nhưng mà có đứa nhỏ nó giỏi lắm chứ không phải là riêng. Dạ đúng. Nhưng mà thực sự là có lời khuyên ở đây thì phải nên yêu nghề cái đã, phải có niềm đam mê với cái nghề cái đã. Rồi chịu khó, phải có đạo đức. Phải biết kính trọng những anh chị đi trước, cô chú đi trước. Rồi vô là phải chịu khó học thoại rồi này nọ, rồi tập vợt với bạn diễn. Đó cũng là cái kinh nghiệm để quý vị tham khảo, các bạn trẻ tham khảo nếu mà muốn trở thành diễn viên. Những điều Thái nói là có rất nhiều những bạn trẻ hiện nay đang rất là mơ hồ và lơ là với cái công việc của mình. Khi mình được trao một cái cơ hội, các bạn không có nắm chặt lấy để mà khán giả có thể yêu mến bạn và trông chờ bạn trong những dự án tiếp theo. Và đây là món quà anh tặng cho Thái ha. Huy hiệu của Hóng Chuyện Showbiz, một ngôi sao may mắn. Với huy hiệu này nè, anh còn muốn gửi trao ngoài ý nghĩa là một ngôi sao may mắn và một kỷ niệm khi Thái đến với chương trình, anh cũng muốn Thái cởi mở lòng mình ra với nghề. Ở đây là mình vẫn giữ được cái tôi của mình, nhưng mà mình đẩy cái đam mê đến nhiều hơn. Mình xếp cái quá khứ lại, xem quá khứ là một cái động lực để mình dành trọn yêu thương cho những người còn lại. Dạ. Đấy. Dạ, cảm ơn anh Phương Hiếu. À, dễ thương quá. Dạ, thì cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã lắng nghe những cái tâm sự, những cái bộc bạch, những cái chia sẻ của Quang Thái. Chúc tất cả quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe, thành công và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé. Thưa quý vị, mỗi người có cách làm nghề riêng của mình, có cái tâm đặt vào nghề của mình và có sự cố gắng nỗ lực rèn luyện với nghề của mình. Nhưng nếu không có cái duyên đến với nghề thì chúng ta không làm được bất cứ điều gì cả. Hãy tận dụng cái duyên đó để có thể phát huy công việc của mình một cách tốt hơn và cống hiến cho xã hội những việc làm tốt nhất theo khả năng của mình. Đây chính là câu chuyện của Hóng Chuyện Showbiz ngày hôm nay với diễn viên Quang Thái. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Buổi trò chuyện cùng Sao vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hóng Chuyện Showbiz ngày hôm nay. Hãy đón xem chương trình vào lúc 17:10 từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và xem lại trên kênh YouTube Nhật Nam Media. Cảm ơn quý vị khán giả đã đón xem chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.